Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Huyện Krông Bông truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đẩy mạnh hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong trường học. Phần tin thế giới có các tin đáng chú ý như Australia và Mỹ thắt chặt quan hệ đồng minh. Lại xảy ra giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Huyện Krông Bông vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trước đó ngày 20 tháng 10, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, nắm thông tin, tìm kiếm, quy tập được một mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền. Cũng tại thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền, ngày 17 tháng 10, cán bộ chiến sĩ đội K51 tiến hành khảo sát và quy tập được hai mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Các cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan và kết luận các phần mộ được cất bốc là mộ liệt sĩ. Tại lễ truy điệu, lãnh đạo huyện Krông Bông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và bồi dưỡng tiếng ED, tiếng Khmer năm 2023. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề gồm tổng quan về các vấn đề dân tộc thiểu số ở Việt Nam, quan điểm chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh, công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số, công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ tiếp xúc làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao khả năng giao tiếp với cán bộ nhân dân nước bạn Campuchia, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Chư Quynh và Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới đã phát động trồng cây xanh. Những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Chư Quynh không ngừng được phát triển. Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng mới gần 50.000 cây xanh phân tán, 45 hectare rừng trồng các loại. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người dân với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh, góp phần giảm khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên và người dân đã trồng cây trên các tuyến đường, sân bóng thuộc trung tâm xã Epohok và xã Ehu. Ngày 25 tháng 10, huyện Ehleu đã khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2023. Hội thi có hơn 200 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam nữ, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co. Hội thi nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện. Những năm trở lại đây, kinh tế tập thể ở Đắk Lắk đã thể hiện tốt vai trò trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh. Hợp tác xã, tổ hợp tác hay nhóm liên kết đang được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh, tạo nên giá trị gia tăng cao và bền vững cho ngành nông nghiệp. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 746 hợp tác xã, 5 liên hiệp hợp tác xã. Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh có 213 hợp tác xã được thành lập, đạt 101% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Cơ quan chức năng đã hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho 68 hợp tác xã với kinh phí 678 triệu đồng, hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho 10 hợp tác xã, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Tổ chức 125 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sản xuất kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo với 5.046 lượt người được tham gia. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới và triển khai hiệu quả đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa để phát triển
nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mà Rắc đã tăng cường triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ, tạo điều kiện cho các gia đình có thu nhập thấp xây dựng ngôi nhà kiên cố. Có căn nhà riêng khang trang rộng rãi là mong ước bao lâu nay của gia đình anh Phạm Anh Tuấn ở tổ dân phố 5, thị trấn Mà Rắc, huyện Mà Rắc. Năm 2020, qua tìm hiểu thông tin, anh Tuấn mạnh dạn đăng ký vay vốn hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định 100. Qua bình xét, gia đình anh được hỗ trợ vay 300 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Công nhân viên chức thì đang trẻ, trong điều kiện đang còn khó khăn, chưa đủ, nói chung là không thể nào đủ nguồn vốn để chúng ta có thể xây dựng một cơ ngơi cho mình được. Thì qua ngân hàng chính sách thì được tiếp cận nguồn vốn và xây dựng nhà xã hội. Thì ngân hàng chính sách đã hỗ trợ một nguồn vốn nhất định, thì đã giúp cho gia đình chúng ta đủ điều kiện để có thể xây dựng được cái cơ ngơi mà chúng ta đang như hiện nay. Sau vài năm nữa ở trọ và đến năm 2023 thì tiếp cận được cái gói vay hỗ trợ về nhà ở bên ngân hàng chính sách thì cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi một hỗ trợ về gói vay là 500 triệu để chúng tôi làm được một cái mái nhà như hôm nay. Mái nhà này nói 500 triệu là đúng mái nhà mơ ước nên đối với hai vợ chồng trẻ của chúng tôi. Thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mà Rắc đã triển khai cho vay xây nhà xã hội. Để đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, Phòng Giao dịch đã tuyên truyền phổ biến giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, thực hiện nghiêm túc việc bình xét xác nhận đối tượng vay theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Về điều kiện thì thứ nhất là phải có cái nguồn thu nhập ổn định và khả năng trả nợ theo cam kết của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thứ hai nữa là phải gửi tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng chính sách xã hội mới cho vay, rồi phải có vốn tự có tối thiểu. Thì đối với phòng giao dịch thì đa phần là cho vay xây mới nhà ở thì phải ít nhất phải có 30% cái giá trị dự toán hoặc phương án tính toán gia thành đối với xây mới nhà xã hội, và phải thực hiện chương trình này thì phải thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định. Hiện huyện Mà Rắc có 6 hộ vay theo chương trình 100 với tổng dư nợ gần 2 tỷ đồng với mức lãi suất 4,8% một năm, thời gian cho vay không quá 25 năm. Với lợi thế thời gian vay dài, lãi suất thấp, các hộ vay được giảm áp lực, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động đoàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được các trường đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Thời gian qua, hoạt động đoàn trong trường học đã có nhiều đổi mới để thúc đẩy phong trào học tập rèn luyện của học sinh, đặc biệt là công tác tuyên truyền về tinh thần yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng. Em có được đứng đầu trong một câu lạc bộ của nhà trường là câu lạc bộ truyền thông. Thì em cũng đã có tuyên truyền cho các bạn về tham gia các phong trào trong nhà trường, giúp cho các bạn tự tin hơn và khiến cho phong trào của nhà trường thêm sôi nổi và tích cực hơn. Đoàn trường đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đông đảo đoàn viên học sinh tham gia phong trào đoàn, đặc biệt là việc thành lập các câu lạc bộ tổ nhóm theo nhu cầu sở thích tâm tư nguyện vọng của học sinh như câu lạc bộ văn thể, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, câu lạc bộ truyền thông, tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nếu không với bạo lực học đường, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ. Chúng ta tổ chức hoạt động STEM để phối hợp với các tổ chuyên môn để tổ chức hoạt động STEM để các em ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống và các kiến thức đại học và thực tế. Thứ hai, chúng tôi tổ chức hoạt động là dự lĩnh Olympia cho các lớp để chúng ta tìm được cái nhân tài của trường cũng như là những cái em xuất sắc thì thi cấp trên. Với hạn ở đây là một cái phong trào học tập cho các em luôn, không những các em dự thi mà các em cần lan tỏa kiến thức về các bộ môn để các em cùng nhau học tập. Đó là một chủ trương lớn để chúng tôi đồng hành cùng học sinh chúng ta trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 chúng ta đang áp dụng đây. Thông qua các phong trào hoạt động đoàn đội, học sinh có thêm điều kiện để học hỏi theo dõi kiến thức thực tế, phát triển các kỹ năng tương tác xã hội và phát huy những tố chất thế mạnh của mình, từ đó phục vụ việc học tập, tiếp thu kiến thức đạt hiệu quả cao hơn. Thì đoàn trường đã thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chung của huyện đoàn đề ra và cái nhiệm vụ chung của chi bộ, ban giám hiệu chỉ đạo và đạt được rất nhiều cái kết quả. Và cơ bản thì các em cũng thực hiện tốt các cái quy định mà nhà trường thường xuyên quán triệt, thường xuyên tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở qua đoàn trường, qua giáo viên chủ nhiệm
để giáo dục cái ý thức các em trở thành những cái con ngoan trò giỏi, trở thành những cái người tử tế. Có thể thấy công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường học không chỉ tạo ra sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Thời gian tới, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng quy mô đa dạng về hình thức hoạt động đoàn, tạo môi trường để đoàn viên học sinh phấn đấu học tập rèn luyện.